Em xin kính chào các bác yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay thì em lại lên một cái video mới và có những cái mã lan siêu phẩm gửi đến các bác mình trên live ngày hôm nay nhé. Và những cái cực phẩm rất đẹp. Và mở đầu live thì em mời các bác ngắm đây là một cái dề sóc ta này. Đấy. Và đối với cái dòng đuôi sóc này thì phải nói là đây các bác ạ, những cây mẹ đẻ con rất đẹp nha. Một dề đấy, một dề các bác ạ, rất đẹp. Và em chia sẻ các bác một cái dề sóc này với giá là bằng 420.000 các bác ạ. 420.000 cho một cái dề sóc ta hàng cây mẹ đẻ con các bác nhé. Anh em thì chưa một chút phân trấu nào nên về các bác mình chỉ cần buộc thêm phân là được ạ. 420 ạ. Đó, các bác anh chị mình mua hàng thì kết nối trực tiếp qua số 0977 842 981 các bác nhé. Đó, số điện thoại thì bên đã ghim trên bài rồi. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu hoàng nhạn 4N nhé. Đây. Chậu này thì bao gồm được 3 cây, phải nói là toàn cây siêu đẹp các bác ạ. Bản lá nó là hàng bản lá su nhé mọi người nhá. Bản lá su này, đẹp không tì vết các bác ơi. Đấy, có những cây nó còn lá xoáy nhé mọi người nhá. Có những cây còn lá xoáy. Và đối với cái chậu 4N thì, cây đã được nuôi trên vườn rất là lâu rồi. Hôm nay em sale các bác như mình một cái chậu 4N 3 cây với giá là bằng 640.000 ạ. 640.000 cho một cái chậu 4N 3 cây siêu đẹp này các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Bình thường cây này dao động 4N, bình thường các bác dao động một cây này cũng tầm 380-400.000 rồi. Hôm nay sale các bác mình bằng 640.000 một chậu 4N nhé. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu cát mà phải nói siêu đẹp các bác ạ. Một cái dòng cát thơm, bông to lắm. Bông rất là to các bác ạ. Một chậu vua mèo siêu đẹp nhé. Thì hôm nay em chia sẻ các bác cái chậu này với giá bằng 480.000 các bác ạ. 480.000 cho một cái chậu vua mèo siêu đẹp các bác nhé. Rất đẹp. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu kiều tím của vùng miền Yên Tử. Kiều tím Yên Tử thì đối với cái dòng này thì thân nó không to, phải nói thân rất đẹp các bác ạ. Kiều Yên Tử nhá, phải nói một cái giỏ nguyên thân tơ. Đấy, cái dao động thì mọi người mua thì mọi người cũng biết là trên thị trường thì cũng có thể là theo thân, dao động 180 đến 150.000, 150 đến 180.000 một thân. Nhưng ở trên live ngày hôm nay thì em sẽ sell các bác chậu này bằng 2.380.000 ạ. 2.380.000 cho một cái giò kiều Yên Tử các bác nhé. Tím Yên Tử, một trong những mặt bông siêu đẹp. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái cây đai châu có tông màu đỏ bò sữa. Cái màu đỏ bò sữa, lá mít xếp rất đẹp nhá. Đấy, cây thì đang được đi nụ từ phía dưới này lên các bác. Cây này không phải lỗi các bác ạ. Đấy, do nó đi nụ này. Đấy, vẫn đang đi nụ nha các bác nhá. Đấy, cây phải nói bản rất đẹp. Một cây đai châu đỏ bò sữa. Thì mã này, mã số B1 nhá. Em chia sẻ các bác bằng 780.000 các bác ạ. 780.000 cho một cây đỏ bò sữa siêu đẹp. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm những cái chậu đơn thân hoàng nhạn tháng 8 này. Rất đẹp các bác ạ. Đây. Đây, một trong những cái chậu nhạn Gia Lai của tháng 8 thì em này cũng vừa mới hết hoa thôi các bác ạ. Đây. Như hoa thì mọi hôm mọi người ngắm tại chậu rồi. Cây này thì nó nở trước thì nó xuống hoa trước các bác nhá. Chậu này hôm nay em sale các bác mình 1.680.000 các bác ạ. Hôm nay là thanh lý nhá. Gọi là còn mã nào thì dọn vườn thanh lý nốt. 1.680.000 cho một chậu hoàng nhạn tháng 8 siêu đẹp các bác ạ. Và tiếp theo thì nó là một cái chậu đai châu. Đây. Một chậu đai châu cây lá mít mà phải nói là đã được nuôi tại vườn 4 năm rồi. Đấy. Các bác dinh về đón Tết này. Ninh Xuân đón Tết này. Đấy, rất đẹp. Đấy, chậu thì bao gồm được 3 cây nhá. Chậu bao gồm được 3 cây có bò sữa và cam lửa các bác, đẹp lắm. Thì em chia sẻ cái mã này là mã B2 với giá là bằng 350.000 ạ. 350.000 các bác nhé, B2. Thì tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu lan có hoa Tết. Đó là một cái chậu Phượng Hoàng Lửa, mà phải nói là một trong những cái mặt bông siêu đẹp các bác ạ. Đó, hôm bữa rồi mà em lên là không đủ đơn để chia khách là lý do cái bông này này. Nó một năm mọi người chơi hoa nhiều vụ, và hai nữa là hoa của nó là bông hoa chuẩn Tết mọi người ạ. Cây nó là cây mít các bác nhé, hoa rất là rực. Đấy, rất đẹp các bác ạ. Đấy, Phượng Hoàng Lửa nhé. Đối với cái cây Phượng Hoàng Lửa thì các bác mình chơi hoa chính vụ, đó là hoa Tết. Đó, và mọi người còn được ngắm hoa thường xuyên. Đó, một năm thì 3 vụ. Cây này thì được cây mẹ con các bác ạ. À, đang nứt nụ các bác ơi. Hôm trước thì em lên là có những cây nứt nụ rồi. Phượng Hoàng Lửa này, em chia sẻ mã này là mã số 1 nhá. Cây thì ăn nắng lắm các bác, ăn nắng tự nhiên này. Đấy. Cây mẹ bồng con đối với chậu này em chia sẻ các bác bằng 450.000 các bác nhá. Mã số 1, 450.000. À, cho mã số 1. Còn đây là mã số 2 các bác ạ. Mã số 2 một cây Phượng Hoàng Lửa đơn thân, nó cũng đang chuẩn bị nứt nụ các bác ạ. Bảo hành cho mọi người là chơi hoa Tết nha các bác nhá. Phượng Hoàng Lửa mã số 2.
Thì em chia sẻ các bác cái cây này này, một cây lá mít xếp bằng 230.000 các bác ạ, 230.000 nha. Và em có một cái cây đơn thân này nữa các bác, cây đơn thân đang có nụ nhá. Em mời mọi người ngắm nhá, tại vì nó là cây đang nụ mà. Bảo hành cho mọi người là chơi hoa Tết ạ. Các bác chờ em một xíu nhé, em banh cái kẽ lá cho mọi người coi. Đây các bác này, đấy, đang có nụ luôn như thế này các bác nhé. Mã này là mã số 3. Mã số 3 thì em cũng chia sẻ các bác bằng 230.000 các bác ạ, 230.000 các bác nhé, mã số 3. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái lũa hoàng nhạn tháng 8 này. Đây là hàng được ký trên lũa và hoa đã được chính chủ tại giỏ. Hết hoa như thế này các bác nhé. Toàn bộ là cây siêu phẩm mà dao động, các bác nhìn thấy cây mẹ con này. Siêu phẩm mà đẹp để cả hàng búi con. Đây các bác ơi, đấy, bản lá siêu đẹp các bác nhé. Một cái lũa hoàng nhạn tháng 8 chuẩn hàng Gia Lai mà phải nói bản siêu đẹp như có cho cái lũa này. Nhạn tháng 8 Gia Lai các bác chốt lũa nhá, lũa VIP, siêu VIP. Chốt cho mọi người một cái lũa siêu VIP vào trong cái thời gian tới thì chắc chắn em cũng nhà có công việc nên em cũng nghỉ một vài ngày. Thì các bác mình sưu tầm thì alo trực tiếp cho em. Hôm nay em sẽ xả cho mọi người mà may mắn xem được cái live stream của em nha. Sale các bác cái lũa này là bằng 4.860.000 các bác ạ. 4.860.000 cho một lũa nhạn Gia Lai tháng 8 các bác nhá. Cây thì lũa của nó khá là bố cục. Đó, lũa khá là bố cục, toàn bộ là cây mẹ con các bác ạ. Đấy. Đấy, 4.860.000 các bác nhá, nhạn Gia Lai tháng 8. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm, đây là một cái chậu cửu. Đây, đây là một cái chậu cửu siêu đẹp các bác ạ. Nó là dòng cửu đỏ mà hôm trước lên chia sẻ với các bác. Em xuất vườn thì hôm trước em cái lô này có hơn 200 chậu thì xỉ người ta cũng lấy 150 chậu rồi. Thì còn 50 chậu hôm nay bán lẻ các bác là những chậu tuyển này. Bác, đây là cái dòng cửu đỏ các bác ạ, hoa đẹp lắm. Hoa chính chủ tại vườn rồi các bác nhé. Cửu đỏ, nó là cái dòng cửu hoa giống mới siêu đẹp các bác ạ. Em mời các bác chiêm ngưỡng của cái cây hoa cửu đỏ, nó rất đẹp. Và nó rất là thơm. Đấy thì em chia sẻ các bác chậu này bằng 650.000 các bác nhé. 650.000 cho một cái chậu cửu đỏ mã số 1. Đây là mã số 1. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm, đó là một chậu hoàng nhạn 4N, phải nói là siêu su. Đấy, thực ra là cái lô này thì nó cũng có hơn 100 chậu thôi, xỉ nó lấy đây. Thì hôm ở cái live hôm qua ấy thì em lên, các bác mình cũng sưu tầm, em có hai mấy chậu. Hôm nay nó còn lại sót đúng một chậu. Xem các bác mình chậu này bằng 680.000 các bác nhé. 680.000 cho một cái chậu nhạn 4N mà các bác phải nói là siêu phê chất lượng như thế này. Từ gốc đến ngọn, siêu rụt rịt nhé. 680.000 cho chậu 4N mã số A30. A30 các bác ạ, một chậu 4N nhé, A30. Còn đây là cái dòng cửu tím các bác này, cửu này. Cửu này nó là cửu tím nhé. Cửu tím mã số 1 em chia sẻ nốt các bác bằng 400.000 một chậu cửu tím các bác ạ. Đây là dòng cửu tím nhé. Cửu tím thì em chia sẻ bằng 400.000 cho một chậu. Đây, cửu tím đây các bác ơi. Cửu tím thì nó sẽ như thế này các bác. Đấy, cửu tím nó là thân nó nhỏ hơn, thân nó gầy hơn, nó không giống như cái cửu đỏ nhé. Đối với chậu này thì một cây nó nhỏ hơn xíu, em sẽ chia sẻ các bác chậu này 380.000 mã số 2, cửu tím mã số 2 nhé. Nó là dòng cửu tím mã số 2. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu quế tím mà phải nói là đây là cái dòng quế lan hương. Rất thơm. 1 2 3 4 5 6 7 8 được 9 cây. Đối với chậu này thì em chia sẻ các bác bằng 299.000. 299.000 cho một cái chậu quế lan hương các bác nhé, quế tím. Hoa đẹp rất là thơm, 299 các bác ạ. 299.000. Các bác anh chị mình mua hàng thì mình cứ kết nối trực tiếp đến số gọi là 0977842981 các bác nhé. Tiếp theo thì em mời các bác ngắm, đây em có một cái dề cáo trắng. Cáo trắng mà là hàng dề như các bác nhé, hàng dề. Duy nhất một dề, nó hàng, các bác nhìn thấy nó búi này, mẹ con này. Đấy. Có thể búi này mọi người mua nó tầm 1,5 triệu. Nhưng mà em sẽ sell các bác mình mã này là bằng 750.000. 750.000 các bác nhé. Đây là hàng cáo dề đấy. Có duy nhất một dề thôi các bác ơi. Cáo trắng này. Cáo trắng á. Đấy. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm, đây là một cái chậu hoàng nhạn tháng 8 nhé. Một chậu hoàng nhạn tháng 8 mà cây đang nụ để chơi hoa xuân. Đấy. Cây đang nụ để chơi hoa xuân các bác nhé. Nụ khá là to như này các bác này. Đó, các bác nhìn thấy cho em nụ khá là to nhé. Đây cây đây cũng đang mấy nụ luôn này. Đấy. Trong cái cây này đang mấy cây có nụ luôn nhé các bác nhé. Một cái lũa như thế này, mấy cây có nụ. Thì thực ra là nó ở trên một cái chậu tháng 8 này thì nó cũng có lẫn cả hoàng nhạn tháng 4 các bác ạ. Đấy thì em bảo hành cho mọi người là chậu này hiện là được 3 cây tháng 8. Đó, hiện tại là được 3 cây hoàng nhạn tháng 8. Còn đâu em chia sẻ các bác bằng hoàng nhạn tháng 4 nhé. Bằng hoàng nhạn tháng 4 của rừng Buôn Đôn. Nhưng mà hôm nay em sẽ sell các bác mã này. Có thể giá thị trường các bác mua một cây nó tầm
8 đến 2 triệu một cây. Nhưng mà em sẽ sale các bác cái chậu này này, 3 triệu 680 nghìn các bác ạ. Vừa tháng 8 vừa tháng 4 nhá. 3 triệu 680 nghìn giò này bình thường các bác mua thị trường có thể tới 6 đến 8 triệu. Nhưng em sẽ chia sẻ các bác bằng 3 triệu 860 nghìn. Đấy, các bác sưu tầm thì kết nối trực tiếp đến số 0977 842 981 các bác nhé. Và đây thì em mời các bác ngắm, đây là một cái chậu kiếm Phan Chí, hoa chính chủ tại giò. Và nó cũng đang có cả nụ đấy các bác ạ. Nó đang có cả nụ đấy. Đấy mọi người nhìn, ở những bản này nó siêu khủng. Ngày xưa cái top tứ đại danh kiếm này các bác mình cũng đã phải từng bỏ ra một thời, nói chung là khuynh đảo thị trường các bác ạ. Đấy, đấy cái thời va nó đắt thì nó dao động từ cứ 100 triệu một măng. Đấy, và hôm nay thì em sẽ chia sẻ các bác một cái chậu kiếm Phan Chí khủng với giá bằng 2 triệu 380 nghìn ạ. 2 triệu 380 nghìn cho một cái chậu kiếm Phan Chí các bác nhá. Đây một chậu kiếm Phan Chí khá to vật vã này. Đấy, các bác anh chị mình mà xác định chơi trấn thủ vườn thì alo trực tiếp cho em các bác nhá. Đây, và tiếp theo mời các bác ngắm một cái chậu kiếm xanh Huế. Đây một cái top tứ đại danh kiếm mà Chí Huế vị vàng đấy các bác. Hoa thì nó cũng đã tắt rồi, các bác nhìn mông củ lớn lắm, rất to nha. 1 2 3 4 các bác này, mông củ to lắm luôn các bác. Đây các bác nhìn. Đấy, mông củ rất là to thì em sell các bác mã này là bằng 350.000 một chậu nhá. 350.000 một chậu các bác ạ, xanh Huế này, đẹp như thế này. Đó, 350.000 thôi. Nói chung là giá trên hội thì các bác cũng vẫn dao động từ 500.000 một măng. Đấy, và hôm nay em sale các bác giá 350.000 một chậu. Đây là cái dòng lan cấm cù các bác ạ, đẹp lắm. Và hôm nay thì em mời các bác chiêm ngưỡng thêm một cái giò kiều tím Yên Bái. Đây, em mời các bác chiêm ngưỡng một cái giò kiều tím Yên Bái này. Một trong những cái mặt bông phải nói siêu siêu tuyệt phẩm. Đây cái top kiều. Đấy, đây một cái siêu phẩm kiều tím Yên Bái thì em sale các bác mình mã này bằng 1 triệu 8 các bác nhé. Mà không em thanh lý các bác mã này cho nó đẹp này. 1 triệu 680 nghìn các bác ạ. 1 triệu 680 nghìn cho em siêu phẩm kiều tím Yên Bái nhé. Siêu phẩm kiều tím Yên Bái. Đấy, rất khủng các bác ơi, rất to và đẹp nhé. Và các bác anh chị mình mua hàng thì kết nối trực tiếp cho em. Và em mời các bác ngắm một cái chậu kiếm lan va nữa này. Đấy, đây là một cái chậu kiếm lan va mà các bác ngắm một cái chậu này. Đấy, chậu khá là khủng rồi. Để các bác mình dinh về là sẵn. Gọi là kiếm thì chơi phong thủy giữ tài lộc. Nó là cái dòng chơi phong thủy. Đấy, các bác anh chị mình sưu tầm thì kết nối cho em. Sale các bác mình một chậu xanh Huế khủng với giá là bằng 2 triệu các bác nhé. 2 triệu cho một siêu phẩm xanh Huế. Đó, các bác anh chị mình có nhu cầu thì kết nối trực tiếp qua Zalo dùm em nhé. Hoặc là mình có thể alo trực tiếp đến số điện thoại mà bên em đã ghim trên bài rồi. Nói chung là đây là những cái siêu phẩm rất đẹp. Đó, ngoài ra thì cái dòng đơn thân thì bên em cũng còn rất là nhiều. Em mời các bác chiêm ngưỡng một cái giò quế, gọi là một cái rể quế tác phẩm hàng nguyên bản. Ngày xưa thì em này cũng đã một thời thi hội lan, phải nói là cũng đoạt giải 3 rồi. Đoạt giải 3 của hội. Từ cái thời mà phải nói là cái thời lúc đấy nó hoàng kim lắm các bác. Thời lúc đấy nó hoàng kim lắm. Cái giò này ngày xưa khách trả 38 đến 50 triệu không bán, gọi là giữ trấn thủ vườn. Thì hôm nay ở trên cái livestream ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý các bác nhá. Thanh lý. Tại vì do quá trình nhà em thì thời gian tới cũng bận một số công việc nên em sẽ sale để cho bác nào mà mình có nhu cầu dinh cái giò này về trấn thủ vườn. Một giò cục quế tác phẩm. Em chia sẻ các bác cái lũa này với giá là bằng 6 triệu 890 nghìn nhá. 6 triệu 890.000 các bác ạ. Đây là một dề tác phẩm bản lá to lá nhựa. Mà phải nói cái đợt vừa đây nó ra tới hàng 50 vòi hoa trở lên các bác ạ. Đấy, em chia sẻ các bác bằng 6 triệu 890.000 nhá. 6 triệu 890.000. Đó, đây một cái siêu phẩm quế nguyên bản. Đó, các bác anh chị mình mua hàng thì kết nối trực tiếp đến số 0977 842 981 để được mua những cái mã lan đẹp các bác nhá. Đó, em xin cảm ơn các bác ạ. Em nghe chị ơi.